nước cơm, cái nào riêng lấy đặng hả giác nào đói thì uống. Đói đừng uống. Để vậy đó, cái khuya đói thì uống. Đây có thể trường quay vậy quý ông bà cô chú khó thấy được cái lỗ bà làm cái ngay cái chỗ ngủ bà nằm, bà làm sầm xuống sâu xuống rồi cái mền mền đắp phủ lên đặt nó chích điện đi nó đỡ đó. Trời ơi bà giống lính xe tăng thấy ghê chứ. Dạ kính thưa quý ông bà cô chú, Trường đang có mặt tại tỉnh Long An. Hôm nay Trường được chị Chín anh Chóng dẫn tới thăm một cái hoàn cảnh ở trên Long An ha. Có bà cụ bà lớn tuổi lắm, sống rất là lập dị, thì ở trong một cái gốc tre ông bà cô chú. Thì bà dựng một cái căn nhà nó rất là khác biệt so với những cái căn nhà khác. Bà dùng các cái nhánh tre đó, bà rào chắn rồi xung quanh hết trên chỉ chừa một cái lỗ để ra vô thôi. Thì cuộc sống của bà cũng rất là khó khăn. Chồng mất, bà có một người con thì lại bị tai nạn lao động, thì giờ bà sống một mình ở trong cái căn nhà đó ha. Thì hôm nay Trường mời quý ông bà cô chú cùng với Trường, chị Chính với anh Chóng vô thăm bà ha. Cái hoàn cảnh này là sao chị? Đây trước mặt Trường là chị Chính. Là cái hoàn cảnh sao chị? Cái bà này bà sống một mình ở đây à, ông xã của bà mất rồi. Có người con bị lao động á, bị té. Dạ. Thì cái cuộc sống của bà hàng ngày là bà gọi là sống rất là lập dị khác người không bà, ở trong cái nhà. Đúng rồi. Nhà bà dừng bít hết trơn em, rồi chung ra chừa lỗ, chung ra chung vô vậy đó em. Dạ, chứ không có cửa vô luôn. Không có cửa vô em. Rồi nấu nướng ở trong đó. Nấu nướng ở trong nhà luôn. Ồ, em. Dạ, cũng rất là nguy hiểm ha. Dạ. Thôi giờ mình... Dạ, mình đi vô mình ha vô, em. Ha. Dạ. Dạ. Bà ơi, bà. Bà ơi. Bà ơi, bà. Bà thứ mấy chị? Không, bà Sáu hay gì không ta? Hỏi được bà Sáu, bà Sáu. Bà Sáu ơi. Bà Sáu ơi! Coi cái nhà này ông bà cô chú. À. Bà Sáu, bà Sáu! Tôn thì tôn, có cách nhịp đàng hoàng nhưng mà xung quanh là che bằng lá dừa. Bà Sáu ơi! Lá dừa rồi manh tre rồi tùm lum hết trơn nè. Trung đại vô nha. Trung đại đi. Thôi cho đại đi. Trời ơi, bà chừa đúng chừa cái lỗ chó thiệt chứ. Bà Sáu ơi! Bà Sáu! Wow! Rồi bà treo chuối nè. Bà Sáu ơi, bà làm sao nè, em đại ra làm sao luôn. Dạ. Trời ơi, không có đường vô luôn á. Đây nè, cái chỗ ngủ của bà nè. Trời. Đây á hả? Vậy thì sao ngủ? Bà lúc làm sao bà, chỗ ngủ. Em còn chỗ này nấu cơm nè. Trời ơi, dạ trong mình này cũng... là toàn bộ là mình phải bà Sáu chung. Ơi, bà ở đó đi con ra, mấy tụi con ra. Trời ơi, nóng hổi luôn, bà mới nấu cơm vậy. Wow, lần đầu tiên mới thấy một cái căn nhà nó kỳ lạ như thế này luôn á.
Đây ông bà cô chú. Trời ơi, ra không lọt nữa. Chưa lọt luôn hả? Không. Trời ơi, anh trống coi chừng không có lọt đấy anh trống. Con kêu mấy bà. Dạ. Con lên con thăm bà. Dạ. Ây da. Đi với ai đó? Dạ, đi với mấy em con. Dạ. Dạ, con chào bà Sáu. Trời ơi, cái cửa vô nhà bà con chui không được luôn. Chui mệt luôn. Dạ, coi nè, ông bà có chút. Vậy đó. Dạ. Vợ chồng thằng biết nè, với hai đứa con nó xuống nó đâm chui. Rồi đặng nó lột cục cái đặng tôi nghe tôi dậy. Dạ, dạ. Trời, 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 cho con cánh cái này vô cái nha. Bà nói chuyện con nghe rõ hơn nha. Dạ. Nó đâm đặng nó lấy cái này nhà với lấy cái nhà. Đâu bà gỡ khẩu trang ra con nói chuyện xíu ha. Không có đâu bà ơi, không có đâu. Đèn ơi. Sao? Bà quên rồi, không có đâu. Nó phao tới chính quyền ấp thưa lên xã kìa. Sao bà Sáu? Nó phao, nó nói ông chính quyền ấp lấy của nó 3 chỉ vàng, tôi phải trả. Dạ. Tôi không trả thì nó đâm tôi, còn phần của tôi nó mua mà nó không có trả tiền thấy không? À. Mà nó biểu tôi phải trả lại cho nó chỉ là 4 chỉ. Rồi dạ. Cái có chứng cứ đàng hoàng. Dạ. Rồi cái nó hâm hằng chứng kìa. Nó hâm hằng chứng bây giờ không dám nói. Cái hằng chứng đó, nó vô trọng nó nói với ông chánh quyền ấp á. Dạ. Cái ông nói bây giờ chú lá dám làm chứng không, chú ký tên. Tôi thưa lên trả. Trước là thưa của tôi trao thưa giùm cho chị Sáu luôn. Thưa là cái vụ nó đâm tôi đó. Đâm nặng lấy nhà lấy đất đó. Mà nhà đất này đất của tôi. Dạ. Nhà của tôi. Bà Sáu cho con hỏi này, ông Sáu đâu rồi bà Sáu? Ông Sáu chết mà mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi hả bà Sáu? Bà Sáu có mấy người con? Có hai, mà thằng liệt tay liệt vợ nằm đó. Là bị tai nạn lao động hả? À, ừ, tai nạn lao động, nó té lầu ba. Dạ, rồi con người còn lại bà Sáu? Rồi còn thằng thứ hai thì ở chuốc ở dưới Thành An đó, mà nó cũng nghèo lắm. Dạ. Nghèo mà đều, nó mắc nuôi con nó giờ nó mấy trăm triệu tiền nợ. Nợ gì dữ vậy bà Sáu? Nó nuôi con nó cho ăn học tới nơi tới chốn. Dạ. Mà nó không có về nhà nước, nó về trư không. Vậy là giờ bà Sáu có mấy người cháu nội rồi? 5 đứa. Dạ. Cái thằng này 2 đứa. Cái thằng thứ hai 3 đứa. Là dạ. Tôi có 2 người con, 5 đứa cháu. Dạ. Còn thằng thứ ba nó chết hồi nhỏ. Dạ. Rồi, bà Sáu năm nay nhiêu tuổi rồi bà Sáu ha? Tuổi thiệt tôi thì còn tuổi nó 90. 89 tuổi. Tuổi thiệt là 90. À, còn tuổi giấy thì bây giờ mới có 84 à. Dạ. Bị hồi thời chiến đó. Dạ. Ở đây là trong vùng giải phóng. À, mà đi ra ngoài mừng giấy triệu 17, sụp hết 5 tuổi. Dạ. À. Trời ơi, bà năm nay gần 90 tuổi rồi ông bà cô chú. Rồi hằng ngày ăn uống đồ sao bà? Có ai nấu cho bà không hả? Bà tự không nấu? Có, tôi tự nấu. Trời ơi, còn thấy là... cái bếp trong đó sao mà... Dĩ nấu cho cái thằng đỉnh luôn rồi đó. Dạ. Bởi vì nó tay nó cầm không được. Sao mà cái bếp mà để quá trời đồ khô khô xung quanh thấy dễ cháy quá bà. Nó có để cho để đồ đừng cho nó văng than ra, bị nấu củi nhiều khi nó nổ đó. Dạ. Nó không cháy. Trời ơi. Hai gian đây này. Rồi bà ở là ở chính ở trên này hay là ở nhà dưới này? Bằng ngày thì ở đây cho nó mát, bị hồi trước lính nó đánh đó. Dạ. Rồi nó đánh trên đầu không, bây giờ viêm mũi với viêm mắt lại với cơ bản viêm gì tai biến mình máu não đó nhưng dạ. Mà tôi còn đi được vì gì tôi uống thuốc á. Dạ. Dạ, còn đi được. Dạ. Vậy chứ đi có khi nó té, tự nó té. Dạ. Mà đều uống thuốc thường thì không có. Rồi hàng tháng bà lấy tiền đâu bà xài? À, hàng tháng thì con cháu đồ có khi có thấy đồ ăn đồ họ lợi họ cho đó thì mua thuốc uống. Dạ. Chứ không có chạy gì hết trơn. Dạ. Bà giờ có lương chưa bà Sáu? À, có tiền hội người già đó. Dạ. Nhưng mà cái đó tôi không uống thuốc là tôi nhức nhối lắm, tôi chịu không nổi. Dạ. Như thằng con tôi đó, nếu nó không uống thuốc cái nó rên nó khóc tù dữ lắm nha. Còn tôi lớn tuổi rồi, tôi ráng tôi cắn răng tôi chịu. Là coi như tiền của người già là đủ mua thuốc. Cũng không đủ nữa. Từ không đủ này nữa. Cho thì cho. À, bị gì anh tháng có 360 à. Dạ. Rồi cái người đi lãnh giùm đó họ lấy 30 tiền xăng, tôi còn 330. Trời ơi, vậy hả? Rồi tôi, nếu tôi đi được lên đó, được xin thuốc uống. Dạ. Chứ không có tốn tiền, mẹ con gì cũng vậy hết. Bà nhưng mà lên trên ủy ban thì tới 60 ngàn tiền xe. Dạ. Mà mướn không có được xe,
Còn ra bé Tư đây nè, nó làm bên Ủy ban Tiền Giang á, rồi nó về hưu nó bán thì có 50 à. Mà đi bộ đi ra đi về là cũng 2 cây số, đi vòng vô vòng ra. Dạ. Đi về 4 cây. Bà Sáu nhớ cô này không? Nhớ quen quen. Nhớ quen quen hả? Mới lên mấy bữa nè. À. Dạ. Vậy mới lên đây hả? Dạ. Dạ. Mới lên cho mì tôm cho tiền đó. À, cho mì tôm đi cho tiền. Cho chứ cháu ăn liền. Cháu. Dạ. Dạ. Em bà Sáu bà làm chỗ đó nữa sao bà nghỉ bà ra đó đó em đó. Dạ, đâu bà? Bà Sáu. Cho con coi thử coi. Tôi nằm cái võng này nè, là ban ngày trời có nắng rồi tôi nằm ở đây chứ. Yeah. Đêm là tôi ngủ đó. Chỗ nghỉ sao nè bà nghỉ chỗ. Cái chỗ trăm tuổi già của bà á. Hả? Đây. Đâu cho con coi cái coi. Đi trước cái này không? Không sao đâu, bà cứ đi. Trời ơi, bà tôi, lo hậu sự tới mức này rồi á hả? Tôi làm cái này hồi tôi còn đỡ. Dạ. Còn đi lao động ngoài ruộng được á. Dạ. Mướn làm thế rồi được. Ồ, cái nhà của bà. Đây. Đủ cái chỗ này nữa chú. Tôi chết tôi nằm đây. Dạ. Còn ổng thì trước kia bị gì ổng thì ngang cho hè cái nhà con tôi đó. Dạ. Nhưng mà sao hai ông bà không có nằm gần nhau mà tôi người anh rể với người chị thứ ba. Dạ. Chết rồi chôn kêu bằng nằm ngang đó, cái người ta kêu bằng gì nè rình hè gì đó, chết con cháu luôn 700 đứa nữa. Dạ. Rồi cái Út Ngợi với Bảy Thơm nè, hai người đi chết hết rồi nha. Dạ. Hai người còn sống như thôi, giờ chị làm thuyền. À. Người nằm nơi. Dạ. Cho không có kêu bận gì đó. À, người chồng nằm mé bên đây. Dạ. Người vợ nằm mé này cái chết chị ruột tôi đó nha. Dạ. Chết luôn con cháu 10 mấy đứa nữa đó. Trời. Rồi thành ra kêu bận gì đó. Vậy giờ tôi quên rồi. Bà sống cũng sống chọn ở dưới gốc tre bà sống. À. Rồi lúc mất bà cũng chọn ở dưới gốc tre luôn. Bây giờ người ta hỏi mua tre nè. Dạ. Nhà đó đó. Dạ. Mà tôi không bán để thằng tôi hưởng cái bóng mát. Dạ. Chứ thôi nó nhức cái đầu lắm chịu không nổi. Dạ. Chừng nào mà tôi dặn con tôi á nha, tao chết tao ở đây, giờ cái hồn khôn ai bắt đi đâu chứ, với vậy cũng nằm đây với vậy giữ mồ tụi ơi đừng phá tre. Dạ. Ở bên đó người ta dọn dẹp giùm đừng gieo hoàng ta thôi. Dạ. Còn tụi bây có dọn được dọn, ở bển mới dọn đó. Wow. Dọn giùm á, mẹ ve bển dọn giùm. Cái nhà của bà Sáu đây chắc lâu lắm rồi ha, bà cất lâu lắm rồi hả bà Sáu? Cất nay đâu cũng, tôi nay còn tuổi nó 90 cất nhà này đâu, hồi tôi 27 tuổi rồi. Trời trời ơi, vậy á hả? Ừ. Vậy là khoảng tầm 50-60 năm. Ờ. Trời ơi. Hồi trước tôi cũng có đất, có đồ mà bị bệnh riết rồi. Chồng bệnh, con bệnh, rồi tôi bệnh. Dạ. Tôi đứt 3 đoạn ruột. Dạ. Mà tôi không có hay, nó mắc ỉa mắc ói, mắc ỉa mắc ói cho 4 ngày. Cái gì Út bỏ nhà con tôi, bỏ cái nhà kế. Dạ. Dĩ đi ngang cái tôi kêu hết được rồi, tôi không mắc, vậy tôi nằm trước á. Dạ. Cái Dĩ biết có chuyện gì mới mắc đây, Dĩ vô với. Dạ. Là làng Dĩ vô quá trời, Dĩ nói trời ơi mắc kỳ sao đứng trồng rồi. Ừ. Chết. Đơn cái có thằng em làm việc trên ủy ban á, cháu của chị Chui thôi. Dạ. Đi về cho bữa đó khiến gì đi về đường này cái chở tôi đi luôn. Dạ. Chở qua huyện Tân Thạnh, ta nói lộn cước nhiễm trùng rồi, không có sống, biểu chở gì về đi chết chôn. Cái hàng đó nó không chịu, nó chở đi, nó biểu chuyển chở xuống Long An. Cái xuống Long An ta nói bây giờ chết liền. Dạ. Chứ không có chuyện đâu kịp hết trơn á. Chị Chính ơi. Mà nó năn nỉ nó lại người ta. Rồi người ta chứa rồi nằm đó vậy mà rồi. Tới chừng tôi tỉnh táo lỡ rồi người ta chuyển giờ rễ mà không có đi. Dạ. Trở về Tân Thạnh, trở Tân Thạnh cái mà bác trưởng Tân Thạnh mới nói trời ơi, người ta kêu đi lên mà đi xuống. Tôi không có chứa. Dạ. Cái tôi biểu cái chiếc xe mà đưa tôi đó, đi bằng xe bao, xe 4 bánh. Có vậy tôi vừa giường nào trống, rình tôi để ngay lên đó giùm tôi đi. Cái rồi nói vậy chứ rồi ở dưới thuốc gì, nước biển gì còn mang trong tay đó. Dạ. Ở trên này cũng làm theo mà tới tôi mạnh luôn. Rồi cũng chưa mạnh nên ta cho về ăn Tết. Rồi qua Tết rồi qua, nhưng mà thôi qua Tết rồi thấy nhà được rồi. Là lâu rồi chứ hả bà Sáu? Lâu rồi. Dạ. Cái đó này cũng không có lâu nha. Cái vụ đứt 3 đồng ruột mà bác sĩ bỏ khúc giữa. Dạ. Chứ nếu nói đủ thì hai lần. Nói một lần. Dạ. Nay mới có 6 năm hả? À mới 6 năm đây hả? À, đứt 3 đồng ruột mới 6 năm. Rồi bà Sáu ơi, bữa nay chị em con lên trước để thăm bà. Thì con cũng nghe chị Chính nè, thì cũng ở gần đây.
Chị cũng ở dưới Tân Phước gì Mỹ Phước Tây, thì có kể về cái hoàn cảnh của bà. Thì bữa nay con lên đây trước là chị em anh em thăm bà, sau là có một cái món quà của chị Hà ở Hòa Lan 500 gửi bà, rồi anh Lê Quang Nhiêu ở bên nước Mỹ gửi bà 500 nữa là 1 triệu ha. Dạ, bà xã. Em ơi, tôi đói rồi, tôi nấu cháo với rau dịu nè tôi ăn, mà tôi không có dám nói với ai. Dạ. Nói rồi sợ người ta nói, người ta cười mình ha. Dạ. Sao người ta không có vậy, mình già rồi vậy. Cái rồi nhân dân đây họ theo dõi, hỏi ăn cơm gì, tôi nói ăn cháo vô dở là rau dịu nè, rau dịu mọc đó. Dạ. Với cháo. Cái rồi thầy vô người ta nói ông chánh quyền ấp, ông chánh quyền ấp ông lên trên xã, ông biểu người đưa ra đây khám coi là cái người đó là ruột của tôi nữa. Dạ. Mà nó cũng không nói nghe. Giả đòi đi chơi đó bạn gì được. Rồi cái ông lên xã ông xin cho tôi được 50 kg gạo. Chứ dạ. Hai mẹ nữa, con nữa. Ông xin ông chở về đây luôn. Con trai của bà bị tai nạn lao động vậy đó. Rồi dạ. Bà nuôi luôn hả? Bà Sáu nuôi luôn hả? À, tôi nuôi. Vậy hả? Rồi vợ con ảnh đâu bà? Hả? Vợ con của ảnh ở đâu? Bỏ hết à. Trời. Em ơi, bác sĩ nói cái bệnh nó chửi dữ lắm. Mà lại gần đánh nữa. Trời, nó đánh tôi dữ lắm nha. Dạ. Mà tôi chạy tôi tránh rồi này kia, mà cái bệnh đó bác sĩ nói vậy đó, bây giờ đừng buồn đừng giận, ráng mà trốn tránh nó mà nuôi. Vợ bỏ, con bỏ, con hai đứa cũng bỏ, vợ cũng bỏ luôn. Con của ảnh lớn chưa bà Sáu? Hả? Con của ảnh lớn chưa? Năm nay nó 30 mấy tuổi rồi. Ồ vậy đó hả? Ờ, tuổi ngọ. Dạ. Mà được cái con nhỏ tuổi ngọ đó có lâu lâu có gì cho tiền. Dạ. Tôi với thằng này nè lo cho nhỏ đó ăn học thi đậu, giờ làm việc nhà nước. Dạ. Lâu lâu vậy nếu tôi như hôm vụ mổ đồ rồi đó, nó có gì bệnh viện nó cho tiền. Dạ. Chứ nó không có mỗi về đây. Về đây thì qua Tết nó mới về, mùng 8 trở lên, mà điều nữa nó có về lắm. Lâu lâu vậy nó cũng có gửi cho. Dạ. 500, 300, 200, năm vậy nó cũng cho được 2-3 lần. Đồ của bà Sáu trong nhà nhiều quá mà cái nào không xài bỏ bớt đi bà Sáu, con thấy nó điện đài đồ nó nằm sát 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 nhau vậy thấy nguy hiểm đó bà Sáu. Tôi chụm bắt đầu bà tôi Sáu, tôi thay bữa nào con rảnh con lên dọn dẹp nhà bà chùm được không? Tôi thay nó bằng củi tôi nấu lần lần cũng hết. Chị à, để nhà bà chật chội quá vậy rồi lỡ nhiều khi có tai nạn gì xảy ra con sợ cho bà. Tôi nấu nhà bà bệnh trước. Dạ. Hết cái lấy bên này qua nấu. Trời ơi. Giờ đi trong nhà của bà là không có một cái lối để mà đi luôn á. Cái này tôi cũng đi lượm đi xin của người ta hết đó. Vì tôi nấu. Đâu bà giới thiệu cho con sơ sơ trong nhà bà Sáu cho con coi cái bà Sáu. Trong đó là gồm có cái gì vậy? Bà cất tiền cái kẹo rớt nha. Tôi cầm trong tay. Coi chừng té à bà. Ở đây đi chợ đồ sao bà Sáu? Không, tôi không có mua gì hết đi. Gì hả? Thì ăn uống đồ ăn sao? Ăn thì có chi ăn nấy, cũng cái đoàn này tới cho như hổm vậy đó. Dạ. Thì cho thì cũng lâu lâu cho chứ đâu có cho thường thì, mà bà. Một năm vậy một cái đoàn cho ăn lần. Dạ, mỗi năm mỗi có. Trời ơi. Đây. Nhà này ông bà con chú. Ở trong này thì chỗ tôi tắm rửa rồi. Trong đó là cái gì bà? Chỗ tôi tắm. Hả? Nhà tắm hả? À, nhà tắm. Trời ơi. Con tham quan nhà tắm được không? Có ngại gì không? Không, không có gì ngại gì, nhưng mà đường hơi khó đi. Đường hơi khó đi à? Ừ. Đường này có thể là không đi được chứ không phải là khó đi nữa. Đi không được. Để con thử chui nha. À. Để mình thử chui qua cái khe. Cái này dân ở đây người ta gọi là cái lỗ chó. Ừ. Ê chà. Qua. Trời ơi. Coi như ở đây là nó lộng thiên ra tới bụi tre luôn á không bà cô chú. Ủa rồi nước nuôi ở đâu bà Sáu? Nước hả? Hả? À, nước cây nước chỗ cái lu này đằng kia kìa. Cái chỗ mà em chung qua nhà này cái chỗ cái lu á. Dạ. Đâu bà thử vô đây bà vô bằng cách nào bà Sáu? Ở đây cái thò dở gì chung qua. Trời ơi, coi cái cửa của bà. Hiếm thấy luôn. Bị gì? Con cháu với bà con địa phương cho biểu hô dở cái này đi. Dạ. Tặng trồng chuối trồng đồ ăn. Nhưng mà hồi ổng gần chết ổng trối. Ổng nói
đừng có vợ. Dạ. Ông kêu hai cháu mới ngoại, thằng kêu bằng chú, trong kia hai thằng kêu bằng chú, thằng kêu bằng cậu. Dạ. Để đặng thờ vợ con tao với tao, cái hồn khôn đi chứ cái vía dại ở đây đừng có vợ. Ông tối vậy rồi thôi không vợ. Dạ. Chứ con cháu, con cháu trai trai đây nè, rồi con cháu bên tôi nữa, nó đòi vợ mà. Mà ông tối vậy tôi nói thôi giờ hôm rồi á, cây me đó đó, bà vợ lớn ông ở trên đó. Đi ra, rồi cái ông Dượng Tám này nè, ông mé, ông hỏi tôi ông mé. Rồi cái tôi trả tiền, thằng tôi lấy của tôi chụm. Dạ. Mấy đứt bà thằng ruột đó, xuống dưới cái rồi bác sĩ người ta cũng tin tưởng nha. Người ta nói bà ơi, nói lại với cái thằng cháu chở đi đó nha, bà này bệnh có chuyện nè, bây giờ khó mà sống, không coi là người ta biết á. Đó cái thôi bây giờ để gian giái đi. À, cái người ta cầu khác vậy đó, cầu khác gì cũng người khách đó, nói mé cái me bà lớn bà cắt ruột đó, chết luôn rồi không có sống đâu, là vợ lớn của ổng, tôi là vợ sao. À vậy đó hả. Dạ. Vợ lớn bị thảm sát là nó kê xuống vô đầu nó bắn á, vợ con nó bắn chết nhất trong đó là hả? vợ trước của chồng. Vợ trước chồng bà hả. Ừ thì nó lại đây ha, nó bắt nó gom lại. Dạ. Rồi nó bắt nằm úp mặt xuống. Dạ. Rồi lật cái óc lên bắt ngoài óc nó bắn xuống. Thì trong đó con riêng của tôi á, bốn đứa mà hai đứa chết với đồng 41. Trời. Bị nó bự nó ở dưới. Dạ. Rồi còn hai đứa tôi đem về đây cũng chết đây hết, hai đứa bốn đứa mà chết là hai nơi là cũng bị bắn luôn hả. Ừ, bắn luôn. Nghe thấy ghê quá người ta. Mà hôm rồi đó là gì, anh đại tá quân khu 9. Dạ. Với anh đại tá quân khu 7 lên chụp hình đồ đặng thưa kiện ra ngoài đó. Thưa kiện gì bà? À, thưa kiện đặng bắt đền vô mạng đừng bà nít mà nó bắn vậy đó. À, nhưng mà bà không có ấy hả, hai anh mất vậy thì không có chế độ gì hả? Không rồi không. Cái tôi nói hai anh á, anh đại tá quân khu 9 ở mấy hôm nay, còn dạ. bên tỉnh tôi anh đại tá quân khu 7 anh Bển Nguyễn Chí Linh, anh này Trần Do. Tôi nói hai anh ơi, bây giờ hai anh chuẩn bị đẩy cái tiệc ăn này mấy chục triệu hay không, rồi thưa gửi đồ này kia cũng tiền sức đi rồi đó chứ không có thành. Dạ. Thôi đi, bây giờ lỡ mời người ta lợi rồi thì phải đẩy ăn hay không? Đẩy ăn không có lấy tiền mà, rồi chứ không có thành đâu. Bây giờ chừng nào cái thằng Mỹ mà nó cầm cái súng nó bắn chồng bắn con tôi á, hen ông chồng trước tôi cũng bị chết, làm bắn chợ bắn vợ bắn con ông chồng tôi đó. Còn cái này cái thằng Nha con chính thể ở trên mà Kinh Bùi á. Dạ. Rồi thằng cháu kêu cậu ruột nó cầm nó bắn chứ phải thằng Mỹ bắn đâu mà nó đền. Thì tôi nói thôi chị cháu ơi, bây giờ chị thì cũng người thông suốt, bị hồi đó tôi cũng làm việc mấy ảnh đó. Dạ. Làm việc chung đó. Rồi thôi chị nói vậy mà giờ lỡ rồi, thôi chắc cái chuyện này không rồi. Mà thiệt thưa nó ngoài nó đâu có chịu. Dạ. Nó đó. Bà Sáu dẫn con lên nhà trên, con coi cái bà Sáu. Đi lên nhà trên bà Sáu, chung cách xa ra ngoài. Cái con chung không được. Này cái lỗ cái cửa của vô nhà bà này không bà con chú. Chị đó mà không biết cái đó. Đây này, đây vô đây đường này nè bà. Không có. Đây để tôi lại dỡ đường này em ra đường này. À. Ra đường này dễ hơn. Không bà. Bà đi đường này đi. À. Đi đường này để Trường quay cho khán giả biết được cái cuộc sống của bà khó khăn như thế nào. Tôi thằng biết này nè. Ở đây có ông Út Hồng biết ha, với thằng rể bé Thơm đây biết nè. Dạ. Hai cây thuốc bắc của tôi, bốn cây thuốc bắc của tôi nha. Dạ. Cậu uống 13 trống là ông già ông chính quyền áp đó. Ổng mua cho ổng rồi ổng mua cho tôi. Thuốc bắc ở bên Tàu á mà người ta mua gì người ta trồng cái. Dạ. Cây sống đây ha. Cái thằng biết này nè. Nó theo dõi, nó biết. Dạ. Nó chặt cái khúc trên nó bán, rồi nó bứng cái gốc luôn. Dạ. Là cái thằng biết nè. Dạ. Thằng này cháu thương cô ruột á. Mà sao không có mở cái cửa này ra cho nó rộng rộng xíu bà Sáu? Nó nhỏ xíu vậy khó đi. Làm vậy đó, đặng héo nó lụp cụp lần mới sống chứ thôi nó làm tôi chết mấy lần, 11 lần rồi. Dạ. Yeah. Ừ. Rồi bà thử chui con coi coi. Tôi lớn tuổi rồi mà đi lụm khụm rồi mà.
tôi ra tôi dẹp dọn cái mã chồng tôi kìa, nó đốn tre của tôi nhé, mà nó không xin không hỏi, rồi bỏ ngổn ngang trên mã ổng, rồi tôi chờ nó ẩm cái mã đi, bị mã dán gạch rồi rồi vậy mà tôi ra tôi chặt cái nó cấm, nó không cho tôi lợi chỗ đó, nó lấy dao nó chém tôi có chứng cứ đàng hoàng, rồi người ta thưa giùm tôi chứ không phải tôi thưa nữa. Trời ơi nè, cái bếp của bà này mà giờ đây tất cả ai cũng chở nó ra rồi, có phía anh Trường Giang thì họ mấy người không qua đây họ không chở. Bà ăn cơm gì? Tối bà ngủ ở đâu? Nằm ở dưới cái lỗ đó. Tặng nó bắt ngoài nó chích điện tôi thì rồi nằm đó rồi phải lấy mền đồ tủ đó. Là ngủ sao bà? Ngủ làm sao đâu? Nằm tôi khoét rồi tôi dở xong ra nằm dưới cái lỗ đó ha. Rồi tôi phải lấy cái mền tôi trùm lên trên. Trời ơi. Bởi vì bây giờ nó chích điện chứ nó không có đâm như hôm trước nữa. Nó nói ngay mặt ở bên Tiền Giang ta nghe hết trơn. Người ta làm chứng. Mà bên này cũng làm chứng, mà làm chứng không dám ký tên. Không dám ký tên đó. Bà Sáu ơi. Bên này cũng sợ nó. Bà Sáu. Giờ bà Sáu bà vô bà nằm con thử coi cái coi con không tưởng tượng ra bà nằm sao. Bà để đó luôn đi. Để luôn đi bà Sáu. Rồi để trừng giờ bà Sáu vô cái giường, cái ổ của bà nằm nha. Cháu nội tôi gì em biểu bà nằm đại ở đó đi, chết thì thôi chứ gì. Đây có thể Trường quay vậy quý ông bà cô chú khó thấy được cái lỗ bà làm, cái ngay cái chỗ ngủ bà nằm, bà làm sầm xuống sâu xuống rồi cái mền mền đắp phủ lên đặt nó chích điện cho nó đỡ. Trời ơi, bà giống lính xe tăng thấy ghê chứ. Mấy người mà ở trong cái kíp lái xe tăng là nằm vậy đó. Rồi còn hả? Sáng dậy là cầm võng kéo dậy vậy đó hả? Rồi cái yếu lắm, tự nhiên ngồi không cũng không nổi. Dạ. Rồi cái hả thấy hơi khó chịu cái lên đây. Trời ơi. Lên đây nằm dậy. Nằm dậy cái lấy mền đắp trùm vậy nè, đặng cái chiếc vô đặng nó đụng cái này. Cái nữa còn cái để đây, cái hé lên đây đắp dày cái rồi tủ rồi về. Nhưng mà bà lớn tuổi rồi nằm võng không có tốt đâu bà Sáu, cái xương sống nó bị ấy á, nó bị cụp á. Nằm võng cái giường này cũng sắp sập thiệt rồi. Nhưng mà ở đây cái chỗ đó bà nằm đó là sao ta? Cái chỗ đó là bà gỡ cái ranh giường ra hả? Nó đụng với đất luôn. Cái đó là chắc bà nằm đụng đất luôn á. Đụng đất nhưng mà có lót mi lông. Đâu sợ gặp. Còn mấy cái này vậy nè. Dạ. Để nó chọt vô cái nó đụng lỗn cổ cái tôi ha. Dạ. Chất vậy nè. Trong nhà nè, bà cô chú buộc bà buộc. Không có sót một cái thứ gì luôn á. Cái này là chó keo mèo đậy nè. Mà thằng này á nha, không phải nó làm một mình tôi. Ở đây trong ấp này 6-7 người. Mấy anh Tiền Giang 4 người là mười mấy người, mà tại sao không ai thưa được hết trơn á. Tôi có thằng cháu ha, nó làm bên công an xử đáng á, thằng cháu chồng, con cháu nội ông chú chính, còn ông cha chồng tôi thứ năm nha. Để vậy đó, cái khuya đói thì uống đó. Cái gì đó bà? Hả? Nước cơm hả? Nước cơm. Trời ơi. Cái nào riêng lấy đặng hả, giác nào đói thì uống. Đói đừng uống. Trời ơi, bà để nước cơm. Để lâu quá nó thiêu. Bà để nước cơm thì tối đói bà uống. Mới nấu hồi chiều. Rồi cái. Vì sao bà không có uống cái hộp sữa hộp á bà? Hả? Sao bà không uống cái sữa trong hộp á? Trời ơi, đâu mà có mà uống. Nước cơm vậy đó mà. Gạo thì cũng có người ta cho nữa chứ. Cái này bà không có ấy để qua đêm là nó thiêu nó hư à? Không có. Từ giờ tới nửa đêm mà tới 4 giờ là uống hết ba cái đó. Vậy hả? Rồi tối thì tôi đậy nắp, nó nguội cái đậy nắp lại chứ không phải đậy vậy. Trời ơi, bà nè. Nó nguội cái đậy nắp. 1, 2, 3, 3 chén nước cơm. Rồi bà có pha gì trọng không? Không. Vậy uống thôi hả? Để vậy đó uống. Không mà sao mà bà ăn uống vậy mà bà cũng nhìn cũng mạnh chứ ha, 90 tuổi. Đèn ơi, em ơi, tôi hồi đó ha, tôi 70 mấy ký lận. Mà rồi nuôi thằng con nè, thức ngày thức đêm ha. Thì nghiêng trở ha, nuôi nó ha. Nghiêng qua vậy phải dịnh, buông cái lật, nghiêng lại vậy phải dịnh, có nằm ngửa nằm sấp thôi. Dạ. Tôi nuôi ông chồng, tôi mất hết 9 ký.
Tôi nuôi thằng con, tôi mới có 6 ký, là 15 ký đó. Rồi tôi bệnh đó, tôi ốm đó, tự bệnh, tự mổ đứt ruột á. Dạ. Tự ấy nữa. Tự chứ, chăm sóc luôn hả? Ờ. Chứ tôi... Rồi lúc bà đi mổ rồi ai chăm bà? À, thì cũng cháu. À, dạ. À, mổ đó thì có lúc thằng con trai nó mới giao việc làm của nó lại cho người khác á. Nó dạ. cũng có xuống nó nuôi. Này, vì gì trong làm lâm trường đó, dạ. ba bốn anh em. Dạ. Cái người nó kêu mấy anh em kia gồng cho nó. Mà nó nuôi không có được lâu, có 10 ngày. Dạ. Rồi con vợ nó cũng giao nhiệm vụ lên cho người ta. Vợ nó nuôi 10 ngày nữa được 20 ngày. Dạ. Wow. Giao là thí dụ em thôi. Em lo phần của em. Dạ. Rồi em lãnh phần của nó, là phần của nó. Thí dụ tiền lương của em tháng là 10 triệu ha. Dạ. Còn nó là phải đăng 20 triệu. Đằng trước bà treo cái gì nè, quá trời luôn nè. Bà treo cái gì vậy bà? Nó người ta cho đồ, cho chuối, cho đồ này không kia đó. Là cái gì nè, chuối nữa nè. Đó, bà treo lủng lẳng trong nhà nhóc luôn á ông bà cô chú. Còn cái thùng này là mấy em mới cho mấy bữa rày nè. Dạ. Cái này là cháo hồng liền. À. Dạ. À, cái đó là mì với lại cháo rồi á hả? Cháo hồng liền. Dạ. Ủa rồi lông gà, lông vịt thì bà treo lên đó làm gì bà? Phôi cô rồi chính bán mà chưa có ai mua, ít quá người ta không mua. Vậy đó hả? Còn nhận bà sống mà nó đơn giản, không thể đơn giản hơn. Tại vì trong nhà là mọi thứ... Em biết không? Bà tự chế không ạ? Tiền cho này bây giờ là không có dám xài đâu. Có mua thuốc uống tắm heo. Còn tắm để dành, đặng có đau bất ngờ. Dạ. Người ta ở đây người ta bao che, chở đi. Thì bà cứ cần thiết gì thì bà cứ xài đi. Rồi Trường cũng mong sau clip này thấy cuộc sống của bà Sáu, ông bà cô chú, thì quý mạnh thường quân gần xa, nếu mà thấy được cuộc sống của bà, đồng cảm với bà thì có thể chia sẻ khó khăn bớt cho bà ha. Thì quý ông bà cô chú có thể liên hệ với Trường, bằng cách nào đó Trường sẽ làm cầu nối để giúp đỡ thêm cho bà. Tại vì bây giờ bà cũng đã 90 tuổi rồi, cái lương của bà thì nó không được nhiều hết, mà bà còn phải nuôi con nữa không bà cô chú? Này, 6 năm mấy tháng rồi, lọt qua mấy tháng, tôi không có ngủ. Tôi thức sáng đêm vậy đó, đặng nó xuống tôi hai. Chứ xuống mà không hai cái nó vô nó giết rồi, đâu còn đâu mà chạy mà đốt. Dạ. Có khi chung với sàn đó, có khi chạy kịp qua bến chung với sàn bên kia, chung vào bên kia thì sắp vừa người. Chứ đâu có ngủ. À, có ngủ. Lý do bà chừa cái lỗ là vậy đó hả? Làm cái lỗ nhỏ là để né, để tránh gì đó hả? Ừ, chứ tôi đâu có ngủ. Sáu năm mấy tháng rồi tôi đâu có ngủ. Thức sáng đêm vậy hả? Vừa ban ngày á, qua mấy đó nằm ngủ mà cũng không dám ngủ thẳng. Ngủ thiêu thiêu, chứ còn mơ mơ gì chứ không dám ngủ thẳng. Nó đâm ban ngày mấy lần, ban đêm mấy lần, ngày đêm gì nó có hết. Mà ở đây á, không có ai làm gì nó hết trơn. Trời ơi, tôi nói này, em nghe nghe, cái cậu Út 13 là ông già ông chánh quyền ấp hen, ổng mua cây thuốc bắc gì cho tôi, ổng mua cho ổng rồi ổng mua dùm cho tôi mới đưa tiền tôi gửi. Vậy chuyện đó mình bỏ qua đi bà. Cảm ơn Mạnh Thường Quân cho tiền mình. Mình cảm ơn dùm đi. Cảm ơn. Dạ Mạnh Thường Quân, cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho bà Sáu. Tôi cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ. Rồi hổm rày mới trước đây mấy bữa nè. Dạ. Cho nên mấy bữa rày tôi ăn cơm không à, tôi không có ăn cháo. Vì có tiền á. À vậy đó hả? Trời ơi, dễ thương không? Từ hôm bữa cho tới nay tôi ăn cơm không? Dạ, hổm cho bà Sáu 400 ngàn với mì tôm. Với lại cháo. Dạ. Thì bà Sáu có mấy trà đây nè, bán gạo. Mạnh Thường Quân tâm ước vào ngoài nước giúp đỡ cho bà Sáu. Có tiền để mua gạo, mua thuốc đủ hàng ngày. Bà Sáu thì già hết sức lao động rồi. Tôi nhờ mà thấy đồn cho nè. Dạ. Tôi ăn cơm chắc có thể là mấy cái mất nuôi thằng con này có thể lợi từ từ. Dạ. Nghe bà Sáu nói từ nghiệp á, bà chắc nước cơm mà bà để dành lại, đừng chừng nào đói thì để uống. Thấy nghe thấy cũng tội bà Sáu á. Giờ mình cũng nhờ Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước để giúp đỡ cho bà Sáu, ủng hộ cho cái kênh của Minh Trường đừng có đồng ngân để giúp đỡ cho bà Sáu. Xin cảm ơn rất nhiều. Tôi cũng cảm ơn rất nhiều. Rồi, có thể thì hẳn chừng khi tôi có lợi ký được.
Dạ, đi ăn cơm. Thương bà quá. Kể như tội nghiệp có hổm nay không có tiền để ăn, nhờ cho hổm chắc có thể lợi ký. Bà nói vậy nghe tội nghiệp quá à. Nay lên được nhiêu ký rồi bà? Hả? Hôm bữa giờ ăn cơm. Hôm nay chưa có lên. Hả? Mới ăn đây nè. Vậy hả? Vậy thì bữa nay ráng ăn thêm vô, coi lên bù lại khoảng 100 kg là đẹp hả bà ha? Đâu có. Hả? Bù lại, thí dụ như mới nuôi con đây mất 6 kg đó. Dạ. Cầu cho giá cho. Được 6 kg được rồi. Mấy ký đó anh, không biết có hay không. Hồi trước bà nuôi ông thì mất 10 kg, rồi tới hồi nuôi con này mất 6 kg. Thấy thương bà quá. Rồi thôi Trường xin khép lại video ở đây, xin tạm biệt quý diễn giả, hẹn gặp quý diễn giả tập tiếp theo ha. Tôi cũng cảm ơn hết mấy em, các em ha. Yeah.